Đây là hình ảnh ông Trân Quang ngồi ở một showroom ô tô. Khi ông đi mua chiếc ô tô có tên là Veloran màu đỏ nâu với giá là ngoài 2 tỷ và ông không trả giá. Tôi tự hỏi không biết là trong cuộc đời mình ông Thích Trân Quang đã xài hết bao nhiêu tỷ tiền của bá tấn đóng góp vào ngôi chùa thiền tôn Phật Quang ấy. Hôm nay để tôi thử tổng kết lại sơ sơ cái bề nổi xem thử là bao nhiêu nha bà con. À, trước hết là chiếc xe Viloran màu đỏ nâu này thì chúng ta tạm tính là 2 tỷ đi ha. Chiếc xe mà cái ông à, chủ gara ông mô tả là coi như thầy nhẹ nhàng mỉm cười quyết trong một nốt nhạc. Thấy không? Chiếc xe mà ông Thích Trân quan không hề trả giá mặc dù cái gara ở đó nó có cái cơ chế trả giá bởi vì cái gara tư nhân những cái tư nhân mà nhỏ lẻ đó thì thông thường nó có trả giá nhưng mà cũng không trả giá kinh khủng như thế chứ một cái chi phí mà tuy rằng là nó không lớn nhưng mà nó cho thấy cái tính chất trài tiền của ông này là cái phòng gym mà tặng cho trường sinh viên trường đại học luật hà nội mà bà con thấy ở trên màn hình đó đấy mặc dầu nó có một trăm mấy chục triệu thôi nhưng mà đã có bao nhiêu thứ ông ta tặng cho nơi này nơi kia rồi bao nhiêu à, chúng ta không thể biết được là bởi vì ông này ông hay đi lấy lòng nơi này nơi kia rồi mới nơi ông tặng một thứ ông lấy tiền của ba tấn để ông đi tặng đấy nhưng mà chiếc xe này cái chỗ phòng tập kim này chúng ta tạm cộng vô là 123 triệu gì đó là thành ra 2 tỷ 123 triệu ha Hàng, hàng năm ông làm nhiều nhiều tiệc lắm tài trợ nhiều tiệc lắm thí dụ như trên cái màn hình của bà con đấy cũng là một cái bữa tiệc tri ân đấy rồi ngoài ra còn có cái bữa tiệc mà nhận bằng cử nhân luật nữa ở hà nội thì như vậy tôi tổng số là tôi tính cho cái cho chác đại học luật hà nội và tính tiệc tùng này kia kia nọ thôi Đã, thì cái chỗ đó tôi tính này cũng phải mất uh, thôi là mất khoảng một tỷ đi không nó phải mất khoảng một tỷ rưỡi đó à, là như vậy chiếc xe cộng với những cái chi phí là tiệc tùng cho chắc đại học luật hà nội linh tin này thôi mình cho nó là một tỷ rưỡi nữa tức là 3 tỷ rưỡi ha 3 tỷ rưỡi nhưng mà cái chiếc xe bên kia Ông không dám mua rồi chứ còn nếu mua thì thì ổng là, là 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 cũng đã quyết rồi nhưng mà chúng ta tính gộp vào đây luôn là 3 tỷ rưỡi ha và đây là cái khoản chi rất là lớn này tức là ông bao cho một lớp đại học luật tài chức ha một lớp là 41 học viên tôi tính là một học viên nếu học phí đó học phí cái lúc đó thì nó sẽ nằm vào tầm học phí mà đi học đó nằm vào tầm sẽ để coi học phí đến lớp thì khoảng độ là một người đó học một năm đó một năm đó thì cũng phải mất là là 25 triệu và như vậy là 3 năm thì là mất là cũng 7, 75 triệu Đấy không? 75 triệu mà nhân với 41 người thì cho nó trong tròm trèn là 3 tỷ ha 3 tỷ 3 tỷ với là hồi nãy là 3 tỷ rưỡi là thành ra bao nhiêu thành ra 6 tỷ rưỡi nhưng mà đây mới tiền học phí nha còn tiền các thứ là Quà cáp tặng đồ này kia kìa nọ cho thầy cô rồi là Tiền để mà Giao dịch để mà mở được Một cái khóa như vậy Để riêng cho trường Phật Quang đó À Thì tôi nghĩ có khi cũng phải lớn lắm Tôi tôi nghĩ tất tổng những cái đó khoảng một tỷ nữa đi Khoảng một tỷ nữa Là như vậy là mấy tỷ rồi Tám tỷ rưỡi hả À sáu sáu Bảy tỷ rưỡi hả Đấy bảy tỷ rưỡi À Đây là trên màn hình là bà con thấy đây này thấy cái uh, trang trang fanpage của chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đấy Họ vui mừng vì là đây sư phụ và quý thầy cô Thiền Tôn Phật Quang tốt nghiệp đại học Luật Hà Nội sư phụ đạt thú khoa niên khóa 2016 2019 cái này tôi có đăng bên đó rồi đó, thấy không? Đấy. Rồi mà ông này còn có cái thế này bằng... tốt nghiệp thì tốt nghiệp ở đại học. À tốt nghiệp ở uh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà ông không chịu nhận bằng ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ông đề xuất nhà trường là phát bằng tổ chức một cái lễ phát bằng ở Hà Nội để cho 41 học viên như thế ra Hà Nội ăn ở và để nhận bằng thì bà con nghĩ là tốn là bao nhiêu? Tôi cho nó đi là bởi vì một vé máy bay khứ hồi là như vậy cũng hết 6 triệu đi, đúng không? 6 triệu. Nói chung là cái cái mà cái cuộc đi đấy Quà cáp này kia cái nọ nữa, tôi nghĩ rằng là nói 500 thì nó ít, 500 thì nó ít vì còn ở khách sạn này kia kìa nọ nữa cho nên tôi cho rằng là nó khoảng 1 tỷ đi, 1 tỷ nữa, là như vậy là bao nhiêu, 9 tỷ rưỡi rồi ha, Đã. à 8, ta, 8 tỷ rưỡi chứ, 8 hay 9 ta, để tính lại coi, xe với mấy cái linh tinh đó là 3 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi học phí, 3 tỷ rưỡi là 6 tỷ rưỡi 6 tỷ rưỡi với lại là những cái quà cáp này kia kìa nào 1 tỷ nữa là 7 tỷ rưỡi 7 tỷ rưỡi đi Hà Nội lãnh bằng 1 tỷ nữa là 8 tỷ rưỡi ha 8 tỷ rưỡi Đây bà con xem những cái hình ảnh là coi như là đông đúc là như thế này tất cả đều là lấy từ chi phí của lấy từ nguồn kinh phí của chùa Phật Quang hết nha bà con à, chứ không có đâu ra hết có nghĩa rằng là bá tánh đóng góp hết và bây giờ tôi kể đến cái vụ tiến sĩ của ông ha à, luận án tiến sĩ của ông hai cái tiến sĩ nhà bà con theo đánh giá của nhiều người mà họ có kinh nghiệm đó họ biết đó thì với cái chi phí mà làm tiến sĩ của một người bình thường những chi phí này kia kia nọ à, chi phí là không có tiêu cực phí nha có thì một chút xíu là quà cáp cho thầy cô này kia kia nọ thôi à, mà làm những cái tiến sĩ mà gọi là cho nó ra môn ra khoai đó thì 500 triệu 500 triệu đấy còn nếu như ông Trân Quang vừa rút ngắn thời gian Rồi vừa còn không biết gì nữa, thấy không? Không có kiến thức nữa, Rồi vừa là coi như là làm thắng tiến sĩ không qua thạc sĩ nữa, thì người ta đánh giá phải mất 2 tỷ. Đấy, ta đánh giá phải mất 2 tỷ. Và đó là mới cái luận án tiến sĩ luật, còn bên kia cái cái xã hội học thì thì đang còn gian dở hả? À, như cái tôn giáo học đang còn gian dở. Tóm lại, hươm hươm thì cũng đánh giá ông này những cái bề nổi của ông này ông cũng nướng mất của ba tấn hết sắp chỉ 15 tỷ sắp chỉ 15 tỷ cho những cái cái mà những cái cái mà theo cái ý thích ngông cuồng của ông ấy vì sao tôi nói ngông cuồng là bởi vì anh kéo nguyên cả một cái cái chùa đi học luật trong khi đó là nó chẳng liên quan gì hết thì cái nào đó cái ngông cuồng anh là làm thêm một cái tiến sĩ luật nữa thì nói chung là nó đúng là nó quá ngông cuồng. Do đến những cái thú vui ngông cuồng của ông này tôi gọi thú vui cho nó không? chẳng có gì mà gọi là giúp ích cho là chùa cả, cho bá tánh cả. Những thú vui ngông cuồng của ông này ít nhất cũng phải ngốn của bá tánh mất 15 tỷ. Bà con thấy ghê gớm không? À, thấy ghê gớm không? Trong khi đó tôi nói thật bà con Phật tử thì cũng có những người giàu như những người nhiều người nghèo lắm nghèo nhưng họ mù đạo họ tin và đôi lúc ở nhà thì coi như là khổ vậy đó chứ còn ra ra đến chùa là cũng phải là lo lắng cho chùa đấy nhưng mà ông ngốn chừng 15 tỷ đó đó là tôi nói nhẹ cái mặt nổi thôi chứ còn mặt chim thì tôi không thể nói thì bà con thấy rằng là nó đau lòng biết bao nhiêu không